đập phá chùa chiền. Chùa chiền là để cho lưu giữ tôn tượng chư Phật, thánh hiền, rồi là chỗ để tăng chúng Phật tử tu học. Mà đến đập phá chùa chiền thì cũng ngang cái tội ác như phá thân Phật đấy, là làm thân Phật chảy máu, đều rất là nặng. Và chúng ta cũng đã nghe nhiều câu chuyện về những người đến phá hủy chùa chiền rồi. Nghe không? Phá hủy chùa chiền, xua đuổi tăng ni đều là những cái đại trọng tội đấy, thưa đại chúng. Tội rất là nặng. Vì thế mà vua Trần Thái Tông trong bài sám hối sáu căn, Ngài có dạy phải sám hối cái tội là gì? Xua đuổi tăng ni. Wow, xua đuổi tăng ni, một cái tội nữa. Vì chùa thì thường là phải có tăng ni chủ trì trông nom và quản lý tự viện Hoằng Dương Phật Pháp. Có thể nói là tăng ni chính là linh hồn của ngôi chùa, là linh hồn của một ngôi chùa. Thế nếu mà chúng ta đến ác hại tăng ni, xua đuổi tăng ni đi thì cũng là phá chùa đấy, không phải là không phá chùa đâu. Tăng ni mà đi hết rồi thì cái ngôi chùa chỉ có trở thành cái chỗ để mà buôn bán thôi, để mà kinh doanh.